Nhà vườn Nguyễn Nhẫn mến chào toàn thể của cô chú anh chị, mình đang xem kênh bonsai và thỉnh mình đây nha. Ngày hôm nay nhà vườn em cũng về được một lô phôi trang vàng nó nhỏ để giao lưu với cô chú anh chị mình trên mọi miền đất nước cho quý cô chú anh chị. Thì em cũng rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị mình cũng như là ủng hộ cái kiến nhà vườn em, ủng hộ đăng ký kênh để kênh càng phát triển. Số điện thoại giao lưu cái là 0794382486 đó cũng là số Zalo của em luôn nha. Thì ngày hôm nay là em bán bộ ba chứ em không có bán lẻ nha quý cô chú anh chị. Em lên một lần là ba cây nha. Em lên một lần 3 cây vậy đó, em kêu cái giá cho nó nới là để cô chú anh chị mình chốt về mình chơi nha. Chiều cao thì nó cũng tương đối với nhau với cô chú anh chị. Chiều cao nó ta là 19. Cái này là hoành là 18. Cái này hoành 21. Cái này hoành 20. Bộ 3 bông trang vàng mã số 1 này có giá là 500.000 đồng. Em bao phí ship toàn quốc nha. Cây khá là đẹp nha quý cô chú anh chị. Rồi em xin phép đổi cây nha. Tiếp theo đây là mã số 2. Thì cái lô trang ngày hôm nay của em về nó cũng có cái số lượng đó. Thế nhưng mà cô chú anh chị mình chốt lô số lượng nhiều 50% hay đó, thì em sẽ sale cái giá nới là cho quý cô chú anh chị mình nha. Có giá sỉ nha quý cô chú anh chị. Chiều cao là nó được 18 thì nó cũng chiều cao nó cũng đều với nhau thôi nha quý cô chú anh chị mình. Hoành là 15. Có lớn có nhỏ nha quý cô chú anh chị. Cây bên này hoành được 22. Một cây bên này hoành được 24. Rồi bộ ba mã số 2 này cũng đồng giá là 500 luôn nha quý cô chú anh chị. Em cũng bao phí ship toàn quốc nha. Tiếp theo đây là mã số 3. Cũng là vàng lá nhỏ nha quý cô chú anh chị. Cây cao nhất là được là 35. Cây bên này 20. Chiều cao của cây là ở vành của cây là được 16. Cây bên này là được 22 nha. Còn nếu như mà em đo chùm xuống cái củ đặt của nó là tới 30 nè. Cây bên này thì được 20. Thì bộ ba mã số 3 này cũng tầm giá là 500 nha quý cô chú anh chị. 500.000. Em bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình nha. Tiếp theo đây là mã số 4. Cũng là vàng lá nhỏ luôn nha quý cô chú anh chị. Thì cái này chiều cao nó cũng tương đồng với nhau nè. Cây này 20. Cái này 26, cái này cũng tầm 20 nè. Cành ba em đo từ đến hiện tại này ra là được 24. Và đối vị trí này là được 18. Cái này được 22. Cái bên này được 18 luôn nha. Rồi bộ ba mã số 4 cũng đồng giá 500.000. Em cũng bao phí ship toàn quốc nha. Tiếp theo đây là mã số 6, cũng là bông trang vàng đá nhỏ luôn nha quý cô chú anh chị. Cái này cô chú anh chị mình mà chốt lô số lượng nhiều á thì em sẽ tính giá sỉ cho quý cô chú anh chị mình nha. Chiều cao của nó là 20. Mình tính bổ đồng là vào tầm 20 nha. Và cây này là 19. Cây bên này là 25. Cây bên này là 16. Đây cây này được con quái nha quý cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có thể chuyển dáng đây vì mình chơi cây quái cũng rất là đẹp nha. Rồi bộ ba mã số 5 này cũng đồng giá là 300.000 đồng nha. Em bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình. Tiếp theo đây là mã số 7. Cũng là vàng đá nhỏ luôn nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của nó thì tầm cỡ 20 đến 23 nha. Và là 16. Này là bộ ba mã số 6 cho quý cô chú anh chị. Còn bên này là 21. Cái bên này là hoành 21 luôn. Cái bên này là em đo là em bỏ hai cái tử này ra nha cô chú anh chị, nếu như mà em đo chùm cho nó là gắt tập on. Bộ ba mã số 6 cũng đồng giá là 500.000. Đây, em bỏ hai cái tử này em chỉ đo trên đây là được 21. Em bao phí ship hộ quá cho quý cô chú anh chị mình luôn nha.
Tiếp theo đây là mã số 7. Cũng là vàng lá nhỏ luôn nha quý cô chú chị. Cái cây cao nhất, cái chiều cao của nó là được 38 nha. Cái bên này thì được 21. Vành là 28, khá là to luôn quý cô chú chị. Vành cây này là 25. Cái bên này là được 18. Rồi bộ ba này cũng đồng giá 500 luôn nha cô chú anh chị. Chỉ có 500 ngàn thôi, cây khá là to luôn quý cô chú anh chị ơi. Tiếp theo đây là mã số 8. Này có hai cây coi rất là quái dị cà na nha cô chú anh chị. Cái bên này hoạch nó cũng hơi khó đo. Em đo như vậy, cái cây cũng như là em chịu hao là 23 nha cô chú anh chị. Còn chiều cao là 19. Cái bên này vành là 21. Cái này là vành là 21 luôn. Rồi bộ ba mã số 8 này cũng đồng giá 500 ngàn luôn nha. Nó cũng bao phí ship tổng mất. Rồi, tiếp theo đây là mã số 10, cũng là bông trang vàng đá nhỏ luôn nha quý cô chú anh chị. Cái chiều cao là em thấy nó tương đối, nó ngang nhau luôn, cái form tác cũng giống đó là cô chú anh chị. Chiều cao là 18 nha. Vành là 22. Cái này vành là 18 luôn. Đây bên này vành là 25. Rồi, bộ ba này cũng đồng giá là 500 ngàn đồng. Bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình. Mã số 9 nha quý cô chú anh chị. Đây khá là to đây, nguyên một bàn tay luôn cô chú anh chị ơi. Đủ 5 ngón luôn đây. Bàn tay 5 ngón em bắt kêu xa. Tiếp theo đây là mã số 10. Cũng là vàng lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Có cái cây này cô chú anh chị mình chuyển dáng như gì mình trồng được. Kiểu như mình chơi theo cái cô quái của nó luôn á cô chú anh chị. Chiều cao là 19. Vành cây nhỏ là 15. Cây nhỏ quái nha. Còn vành cây bên đây là 22. Còn vành cây bên đây là 21. Rồi bộ ba mã số 10 này cũng đồng giá là 500 ngàn đồng nha. Bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình nếu như mà có chốt số lượng á thì em sẽ tính cái giá sỉ cho quý cô chú anh chị mình nha. Còn nếu như mà cô chú anh chị mà chốt lẻ lẻ thì cái giá này thì nó cũng em thấy cũng vừa chơi, tại vì em kêu cái giá cho nó sát giá em bán cho nó mau rút hàng với cô chú anh chị. Tiếp theo đây là mã số 11 nha. Cái vàng nó nhỏ luôn nha với cô chú anh chị. Chiều cao thì nó cũng tương đồng với nhau nha, là 24. Vành là 19. Cái bên đây là 21. Cái này là 22. Rồi cặp bộ ba mã số 11 này cũng đồng giá là 500 ngàn đồng luôn nha quý cô chú. 500 ngàn đồng em bao phí ship tổng quốc cho quý cô chú chị mình nha. Mã số 11. Tiếp theo đây là mã số 12. Là vàng đá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao thì nó tương đối nhau nha, là 16, còn cây này là cái cành bay là được 24. Và nó vị trí này là 23. Và nó vị trí này là 21. Và nó vị trí này là 19. Rồi bộ ba mã số 12 này cũng đồng giá 500 luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo đây là mã số 13. Chiều cao là 23. Cái này chiều cao 13. Cái này chiều cao cũng 23. Và nó vị trí này là 16. Và nó vị trí bên đây là 18. Và nó vị trí này là 23. Rồi bỏ ba mã số 13 con này cũng đồng giá là 500 ngàn nha quý cô chú chị.
Tiếp theo đây là mã số 14, cũng là vàng lá nhỏ luôn nha quý cô chú anh chị. Chiều cao là 22, chiều cao 19, chiều cao 20, cành bay là 24, hoành là 19. Vành là 30, vành 18. Rồi bộ ba mã số 14 này đồng giá là 500.000 nha. Để bao phí ship tổng quát cho quý cô chú chị mình. Tiếp theo đây là mã số 15, cũng là vàng lá nhỏ cho quý cô chú chị. Chiều cao tương đối là 26, còn hai bên đây cạnh 3 là được 29. Và đây vị trí này là 23. Và đây vị trí này là 19. Cái bên đây là được 22. Bộ 3 mã số 15 này cũng đồng giá luôn nha các chú anh chị. Đồng giá 500.000 đồng. Tiếp theo đây là mã số 16, chiều cao là 20, còn vị trí này là 25, còn vị trí này là 24, còn cây này thì hoàn là được 19. Rồi mã số 16 này cũng đồng giá luôn nha cô chú anh chị, 500.000 đồng. Tiếp theo đây là mã số 17, cao 29 và nó vị trí này là 17, cái này là 21, cái này là 23. Rồi bộ ba này cũng đồng giá 500 luôn nha cô chú anh chị. Cây này nó già, nó lên da me luôn nha cô chú anh chị, khá là già cây nha. Tiếp theo đây là mã số 18, chiều cao là 21 và là 20, cái này hoành 20, cái này thì được 22. Rồi bộ 3 mã số 18 này cũng đồng giá luôn nha cô chú anh chị, 500.000 đồng. Tiếp theo đây là mã số 19, cái này là được nguyên một con gắn mối luôn nha cô chú anh chị, thú nhồi bông đây, khá là quái nha. Chiều dài của nó là được 26, chiều cao là 14, hoành được 25, cái này hoành 19, cái này hoành 18. Rồi mã số 19 này cũng đồng giá luôn nha cô chú anh chị, 500.000 đồng. Đây có một cây này là nó là cũng rất là đẹp rồi nha cô chú anh chị. Tiếp theo đây là mã số 20, đầu vàng lá nhỏ luôn nha các chú anh chị. Chiều cao thì nó cũng tương đối với nhau thôi nha. Chiều cao là 20 và nó vị trí này là 21, còn vị trí cây bên này cũng là 27, được 27 nha. Cây này được 22. Rồi bộ 3 mã số 20 này cũng đồng giá luôn nha các chú anh chị, 500.000 đồng. Cây khá là già cây luôn với chú anh chị ơi. Tiếp theo đây là mã số 21, có một cây cực kỳ quái luôn nha quý cô chú anh chị, đáng được sưu tầm đó. Chiều cao là 23, em đo cái hoành, em bỏ cái nhánh này lại luôn đó. 26 hoành nha,
cây này được 17, cây này là 18. Rồi bộ ba mã số 21 này cũng đồng giá luôn nha cô chú anh chị, 500.000 đồng. Tiếp theo đây là mã số 22, cao được 30 nha, cái này được 32, ổ lộn, mình xin lỗi, 29 nè, này em đo tổng nha, cái này được 18, cái này được 21. Rồi bộ ba mã số 22 này cũng đồng giá luôn nha quý chú anh chị, 500.000 đồng. Tiếp theo đây là mã số 23, cũng là trang vàng lá nhỏ luôn nha quý chú anh chị. Bộ ba này em thấy cây rất là đẹp nè, mỗi cây đều nó có cái vẻ đẹp khác nhau nha quý chú anh chị. Cây này cái cành bay ra của nó là được 26, chiều cao tương đối nhau là 20 nha, và là 19, mình cây bên đây là 18, mình cây bên đây là 21. Rồi bộ ba mã số 23 này cũng đồng giá 500 luôn nha quý chú anh chị. Tiếp theo đây là mã số 24, chiều cao 22, còn hai cây nhỏ là tương đồng nhau là 16 nha, còn là 20, còn này là 25 nha, cây này hoành được 28. Rồi mã số 24 này cũng đồng giá 300 luôn nha cô chú anh chị, em bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị mình. Nếu như mà có chốt số lượng á thì em sẽ để cái giá sỉ lại cho quý cô chú anh chị mình nha. Tiếp theo đây là mã số 25, cũng là trang vàng nó nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Đây được hai cây là quái nha, cây này nó cũng được cái cành quái nè, còn cây này nó cũng được cái cành luôn, co bẻ từ nhỏ nha quý cô chú anh chị. Chiều cao tổng là 20 nha, còn vành ở vị trí này của cây là được 20 luôn, cao 20 vành 20 luôn quý chú chị ơi. Cây này là được 18, cây này không biết đo sao, em đo gì đi, được 27 nha. Rồi bộ ba mã số 25 này cũng đồng giá là 500.000 luôn nha cô chú anh chị. Cái ship còn quá cho biết của chú anh chị mà. Tiếp theo đây là mã số 26, cũng là vàng lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Cây này nó nhìn rất là ok luôn cô chú anh chị, nguyên một củ nở luôn nè. Cái cây cao nhất của nó là được là 36, còn hai cây cao tương đồng là được 20. Để em đo thử cái cũ luôn đi, đo chùm cái cũ luôn là nó được 34 nha cô chú anh chị. Cái bên này là được 16, cái này là 16 luôn. Rồi bộ ba mã số 26 này đồng giá 500 luôn nha cô chú anh chị. Số điện thoại Zalo của em là 0794382486, đó cũng là số Zalo của em luôn nha. Số điện thoại em thì nó cũng có trên màn hình và trên tiêu đề của cái clip nha quý cô chú anh chị. Em mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị nha. Tiếp theo đây là mã số 27, cái cây cao nhất là được là 36, còn cây ta cao tương đồng là được 23, còn cây này được 23 luôn nha, cây này được 19, cây này được 18. Rồi bộ ba mã số 27 này đồng giá 500 luôn nha quý chú anh chị. Tiếp theo đây là mã số 28, bắt đầu vàng lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao nó được
23 vằn 15. Cái bên này là vằn là 23. Cái này vằn 20. Rồi bộ 3 mã số 28 cũng đồng giá luôn nha cô chú anh chị. 500.000 đồng. Tiếp theo đây là mã số 29. Cũng là vàng lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao tương đồng là 19 nha. Vành khá là to luôn cô chú anh chị ơi. 28 sen. Cái này vành 20. Cái này vành 19. Rồi bộ 3 mã số 29 này đồng giá 500 luôn nha. Cây này cô chú anh chị mình có thể mình chuyển ra cái dáng nghiêng nghiêng gì cũng được. Có một cây đại bác hướng về Biển Đông nha cô chú anh chị. Tiếp theo đây là mã số 30. Chiều cao tương đồng là 19-20 nha. Thành bay ra được 27. Cây này vành nó được 16. Vành cây này được 26, khá là già cây luôn cô chú anh chị. Vành cây này được 19. Rồi bộ 3 mã số 30 này cũng đồng giá luôn nha cô chú anh chị, 500.000 đồng nha. Tiếp theo đây là mã số 31. Cái này cô chú anh chị mình chơi dáng nghiêng thì mình chuyển ra dáng nghiêng nghiêng gì coi cũng được nha cô chú anh chị. Đây nó cũng có tay cành rồi đéo đóng đều hết nha. Chiều cao tương đồng là được 22, vành được 24. Cái này vành được 24 luôn nha, cũng khá là bự luôn. Cây này vành được 22. Rồi bộ 3 mã số 31 cũng đồng giá luôn nha cô chú anh chị, 500.000 đồng. Tiếp theo đây là mã số 32. Chiều cao tương đồng có hai cây lùng là nó được là 24. Cây bên này cao được 42. Cây này là vành được 23. Cây bên này vành được 19. Cây này vành được 20. Rồi bộ 3 mã số 32 này cũng đồng giá 500.000 luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo đây là mã số 33. Chiều cao tương đồng là được 24 nha. Vành là 17. Vành đây 22. Vành đây 20. Rồi mã số 33 này đồng giá 500 luôn nha cô chú anh chị. Cũng bao ship toàn quốc luôn nha. Tiếp theo đây là mã số 34 nha. Chiều cao tương đồng là 18, đem đo cành quái bên này được 24. Và nó đây là được 21. Còn cái này được 22. Còn cái này được 24. Rồi mã số 34 này cũng đồng giá 500 luôn nha.
Tiếp theo đây là mã số 35. Cũng là trang vàng lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao tương đồng là được 21. Và nó vị trí này là 19. Cái bên này là 18. Còn cái này là 21. Rồi mã số 35 này cũng đồng giá luôn nha cô chú anh chị, 500.000 đồng nha. Em cũng bao ship toàn quốc nha. Tiếp theo đây là mã số 36. Chiều cao tương đồng là được 17. Và là 16 vị trí đó nha. Cái này hoành 17 nha. Cái này hoành được 21. Rồi bộ 3 mã số 36 này cũng đồng giá 500.000 luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 37. Cái này một cặp nó khá là giống nha cô chú anh chị. Cây này cây to nha. Cành bay của nó là được, em đo từ đỉnh này đi là 24. Cái bên này thì được từ đỉnh nó được 19. Chiều cao là nó được 25. Cây này chiều cao 22. Và nó vị trí này là 26 nha. Cái bên này hoành 21. Rồi cặp mã số 37 thì cũng đồng giá 500.000 luôn nha cô chú anh chị. Mã số 37 nha, đồng giá 500.000 đồng. Tiếp theo đây là mã số 38. Chiều cao của cây là được 17 nha. Cây bên này hoành là được 25. Cây này hoành là được 19. Cây này hoành được 20. Rồi mã số 38 này đồng giá 500 luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo đây là mã số 39, cũng là mã số cuối cùng của clip của em ngày hôm nay nha với cô chú anh chị. Chiều cao là được 36. Chiều cao cái này là được 17. Cao cái này được 22. Hoành là được 17. Hoành cái này được 21. Cái này được 17 luôn. Rồi bộ 3 mã số 39 này cũng đồng giá 500.000 nha cô chú anh chị. Ba phải ship toàn quốc cho mình. Trước khi mình có người má là chàng này sức khỏe thành công trong cuộc sống. Em xin bác chào và hẹn gặp lại.